Nhiều sinh viên tại thành phố Bordeaux của Pháp đã gặp khó khăn trong việc cân đối chi tiêu ăn uống trước tình hình giá cả leo thang. Vì vậy, một tổ chức môi trường đã thử nghiệm chương trình an sinh thực phẩm để giúp sinh viên có thể chi tiêu phù hợp cho đồ ăn. Tại đây, mỗi sinh viên sẽ được trợ cấp một khoản tiền mỗi tháng sau khi họ đóng góp cho dự án, thấp nhất là mức 10 euro. Đổi lại, mỗi người sẽ nhận được khoản trợ cấp 150 euro dưới dạng tiền kỹ thuật số dành riêng để mua thực phẩm. Số tiền trên sẽ được sử dụng để chi tiêu tại những cửa hàng và siêu thị hữu cơ hay tại những nơi không đóng gói thực phẩm. Đây là những cửa hàng giúp sinh viên tránh phát sinh chi phí phụ, đồng thời có thể nhận được đầy đủ những nguyên liệu chất lượng. Tôi đã góp 15 euro từng tháng. Tôi cảm thấy như mình đang đóng góp cho một dự án có ích, thay vì chỉ nhận thực phẩm từ các tổ chức và hiệp hội từ thiện. Tôi nghĩ rằng tôi đã tiết kiệm được khoảng 50 euro mỗi tháng nhờ hệ thống này, đặc biệt trong bối cảnh đồ ăn thức uống hiện vô cùng đắt đỏ. Hơn 400 người từ cả khu vực nông thôn và thành thị của Bordeaux đã được chọn ngẫu nhiên cho chương trình thử nghiệm này. Ngân sách để triển khai áp dụng mô hình trên được chính quyền địa phương hỗ trợ cùng với các khoản tiền đóng góp của người dân và các tổ chức tư nhân. Thông qua thử nghiệm trên, các tổ chức môi trường cũng khuyến khích sinh viên làm quen với những cửa hàng có nhiều biện pháp tiết kiệm chi phí, ví dụ như không đóng gói thực phẩm. Từ đó, các sinh viên có thể thay đổi thói quen ăn uống của mình.